Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Hãy mở lòng ra với mọi người. Dường như đã là một quy luật của cuộc sống. Khi chúng ta mở lòng ra với mọi người và sống thanh thản, chính là lúc chúng ta làm giàu cho tâm hồn mình. Hòa mình trong dòng xe cộ chặt như nêm vào giờ cao điểm cọ quẹt va chạm, tôi đã tự nhủ thành phố thật vô tình làm sao. Người ta đổ xô về thành phố vì những cơ hội học hành, làm việc, những thư viện, viện bảo tàng đầy ấp sách và tư liệu, những rạp hát lộng lẫy, những thứ làm cho cuộc sống của mình thật sự đáng sống. Nhưng đáng buồn thay, khi đến thành phố, chúng ta lại bỏ quên một thành tố quý nhất của cuộc sống quê nhà: tình người. Chúng ta đã cống hiến gì hàng ngày để làm cho thành phố chúng ta đáng yêu hơn? Gần đây, khi lái xe đi làm, tôi thấy một mảnh đai sắt vứt trên đường. Tôi chạy xe vòng trở lại, đẩy nó vào vệ đường để các xe khác không bị rách vỏ vì những cảnh sắc của nó. Một lúc sau, một người lạ chạy vượt ngang tôi. Ông nói: "Tôi đã thấy ông nhặt cái danh sắc đó. Cảm ơn ông đã thức tỉnh tôi. Tôi thường lái xe nhanh thật nguy hiểm như vậy, nhưng tôi sẽ không như vậy nữa đâu." Người ta thường nói, cha chung không ai khóc. Các viên chức cảnh sát, trường học, báo đài không thể làm tất cả những việc cần làm để thành phố đáng yêu hơn. Nhưng chính chúng ta, những công dân bình thường, tất cả chúng ta cùng nhau lại để tạo nên tinh thần cho cộng đồng chúng ta. Một từ tuyệt vời mà người ta thường dùng những năm gần đây, thông cảm, nghĩa là thâm nhập vào cảm giác, nhu cầu của người khác, đặt mình vào tâm trạng của người khác. Tôi vẫn còn nhớ trường hợp về bà cụ đang ốm nặng ở tỉnh tôi. Bà sống bên cạnh một con đường đông đúc xe qua lại. Mỗi lần những chuyến xe vượt qua ổ gà trước nhà bà lại làm căn nhà như rung lên. Thông cảm tình cảnh của bà, chúng tôi đã gọi báo cho sở giao thông. Và trước khi trời tối, ổ gà đã được san bằng. Không chỉ là bà cụ đáng thương mà cả khu phố tôi đều rất vui, bởi vì chúng tôi cùng chia sẻ tình cảm của bà. Thông cảm cũng đi liền với sự tán thưởng. Tán thưởng vì một công việc làm tốt, một ý tưởng hay, một sự giúp đỡ kịp thời. Vợ bạn làm một miếng ăn vừa miệng, bạn có nói cho nàng biết là bạn rất vui không? Con bạn vừa được điểm tốt trong kỳ thi, bạn có cùng nó xem lại bài làm đó một cách thích thú không? Cô bán hàng tỏ ra lịch sự, chu đáo, bạn có cảm ơn cô không? Bạn sẵn sàng phê bình một nhân viên khi anh ta không làm bạn hài lòng, nhưng bạn có khen ngợi anh ta về những hành động mà bạn hài lòng không? Mở lòng với mọi người đơn giản là tinh thần sẵn sàng chia sẻ, cống hiến một phần của chính mình. Chính là bạn đang hạnh phúc vì cùng một lúc bạn đã xây dựng cho chính mình một thế giới dễ sống hơn, đáng yêu hơn. Cầu gốc suy gẫm, con hãy khuyên họ phải làm việc thiện. Đối với những việc thiện thì họ phải tỏ ra là những người giàu có, phải rộng rãi ban cho, phải là những người sẵn sàng chia sẻ. Làm như thế, tức là họ tự tích trữ cho mình một nền tảng tốt đẹp cho tương lai, để họ có thể nắm lấy sự sống thật. Timôthê nhất đoạn 6, câu 18, câu 19. Chúa yêu thương bạn. Amen.